Hello, xin chào. Buổi sáng chủ nhật hôm nay là đầu tháng 4. Hello, hello tất cả anh chị nha. Hôm nay ngày mới, sale mới, công việc mới. Sáng chủ nhật thường thường tụi em hay bận, cũng rất là bận luôn. Nhưng mà em like cho mấy chị cái hàng sale đột xuất của bên TNT Nail Supply. Hiện là có đột xuất sản phẩm bột điếc của công ty OBI ha. OBI em lựa ba màu này em get on sale cho mấy chị, ba màu đẹp nha. Cái màu đẹp nào sáng chủ nhật cũng like nữa hả chị, già like luôn. Like lên trên cái trang TNT Nail Supply. Sắp sửa tới đây chắc muốn mình like trên YouTube quá. Facebook bây giờ nhiều anh chị nói đổi qua cái pasta gì đó, cho nên qua cho nên anh chị em có nhiều anh chị nói dạo này ít lên livestream nhiều, ít lên xem thấy trang livestream trên Facebook, nhưng mà nhiều khi chị ở bên YouTube này kia, cho nên YouTube cũng rất là hay, cũng vui lắm nha mấy chị. Anh chị nào mà vô cái trang YouTube đó của mình á, hôm trước mình có link ở bên dưới cái trang YouTube đó, là trang á, trang TPS á, là trang Beauty Supply, viết tắt chữ TPS á, thì để chữ trang ra một cách Minh Trang chứ, sorry sorry Minh Trang dính liền nha, tên của mình ha, Minh Trang dính liền gạch ngang cái chữ TPS vô đó là thấy YouTube của mình ở những cái video bên trên đó. Ok, có nhiều mặt hàng rất là đẹp luôn, càng tiến quá. Ok, giờ nói nhanh gọn chủ nhật mà mình đâu có nhiều thời gian để mà mình chuẩn bị đồ sale cho mấy chị. Chuẩn bị có nghĩa là hứa là trong tháng 4 này là mình sale nguyên tháng luôn, rất là nhiều mặt hàng đồ nặng luôn, cho nên nhiều anh chị em biết lắm. Nhưng hôm nay đột xuất có cái sản phẩm mấy cái hũ bột điếc lớn như này, nhiều anh chị hỏi có sale không. Cái này nhá, nó không nằm trong cái list nhưng mà mình nói cạnh ai luôn, sale luôn cho mấy chị nha. Ba màu, và cái màu này là sale 50% off nè. Tại vì anh chị hỏi tại sao chỉ có sale một màu này 50% off, là bởi vì cái lượng hàng này nè bị là messed up order, giống như mình bỏ số lượng, ví dụ như là 100 mẫu đi, cái mình bỏ lộn số không thành 1.000 hũ, công ty đâu có cho mình return, đâu có cho mình đổi, mất 20% return lận. Cho nên mình thấy uổng quá, ngon quá thì mình giữ lại thêm 20% nữa. Đẹp quá thôi mình giữ lại luôn. Thì để sale cái giá rẻ cho mọi chị nha. Cái màu này màu số N54 đó. N54 là I manicure for best. Trời, cái màu tím lilac đó mấy chị nhớ nha. Đẹp lắm. Cái hũ đó 10 đô. Mấy chị nhớ nha. Rồi tiếp theo ba màu này hũ lớn nè, mấy chị nào mà cần màu Bubble Bath nè hay là Clear của công ty OVI nha mấy chị, 4.25 ounce hũ lớn ha, 4.25 ounce. Màu Bubble Bath nè, màu S86. Ok, hay là màu màu này cũng đẹp lắm nè, màu này là màu này là màu H19 Passion. Passion là một cái màu nude á, một cái màu nude natural. Ok, ba màu cái đó sale luôn. Có nhiều anh chị hỏi sale đến khi nào, ly quỳt bột trang sale đến khi nào. Sale lâu lắm, một tháng rồi mấy chị, nhưng mà có mặt hàng á nhiều khi sale trong vòng tuần hết trơn rồi, tại vì nhiều anh chị mua để dành nhiều lắm. Và thông báo mấy chị bao tay tuần này em sale 65 đô. Ok, tuần này em sẽ vỗ tay 65 đô. Màu đẹp quá phải không? Đây, để qua đây. Tuần này em sẽ vỗ tay 65 đô nè. Sale nhiều mặt hàng. Thôi nói chuyện chơi chơi đầu sáng chủ nhật với mấy chị chút xíu thôi. Sale thì sale nguyên tháng lận, nhiều sản phẩm lắm. Mấy chị cần những cái mặt hàng nào thì hãy alo. Nhưng mà OBI deep, đặc biệt OBI Deep mình có big sale luôn. Ok, cho mấy chị OBI Deep nha. Alo alo,
em sell nhiều bột dip, nhiều đồ OBI lắm, ở sau lưng em là những cái kệ bột màu OBI hết á. Đây em quay lại cho mấy chị xem. Đấy em quay cho mấy chị xem. Em nhìn cái camera này em quay hả, sorry tại em quay lên trên cái camera này rồi. Là OBI em gắn on sale hết á, mấy cái kệ đó là kệ màu của OBI hết nha mấy chị, ở sau lưng em á. Là kệ bột màu ở trước mặt em nữa nè, để em quay, để em cầm cái camera ha, hay là sao ha. Em quay từng màu cho mấy chị xem hả. Có nhiều OBI em sale rất là nhiều, Wanda là off nha mấy chị, nước sơn thường Wanda là off. Mấy chị biết là mấy chị mua OBI giá với nước sơn thường á, bình thường là bao nhiêu, thì bây giờ em sale Wanda là off nữa cho mấy chị. Để em lựa màu hết, em đem hết mấy cái màu ra cho mấy chị xem nha. Đây đây rất là nhiều nha mấy chị, em gắn là big sale OBI màu đó, em quay cho mấy chị xem, nhiều 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 lắm luôn. Anh chị nào mà cần OBI thì hãy alo em đợt này nha, em sale đợt này nữa là mùa hè là OBI tới tháng 7 luôn, không còn on sale nữa đó, cho nên em sale trong cái tháng 4 thôi. Bắt đầu tháng 5, tháng 6 là màu mới, màu new collection về, là có nghĩa là những cái hàng này nó sẽ là trở lại giá bình thường. Ok, OBI màu em còn rất rất nhiều cho mấy chị xem một dọc. Ok đây. Đây nó có màu, có nhiều cái màu mình phải sale tại vì nó bị cũ hàng đó. Ok mấy chị, OBI màu thường, màu thường em gấp big sale cho mấy chị nha. Nhiều lắm đó cho mấy chị xem. Đây bột dip OVI em cũng gắn là on sale luôn cho mấy chị nha. Thì anh chị nào mà xài sản phẩm OVI thì hãy gọi cho em liền nha, trong tuần này, tại vì khi mà em sale OVI á, là mấy chị biết á, là hàng đi rất là nhanh, có thể là rất rất là nhanh, nhiều khi có nhiều màu mấy chị cần nó sẽ không còn luôn á, tại vì có nhiều màu nó on sale đi bán rất là nhanh. Ok đó mấy chị nào cần sản phẩm OVI hú em nha. Ok đó, treo điếp đầy đủ rất là nhiều kệ cho mấy chị luôn, một chục kệ luôn mấy chị. Đó cho nên đó là em đưa lên cho mấy chị xem sản phẩm OVI em còn quá chừng chừng, bây giờ quyết định sale rất là mạnh luôn mà em nói rồi. Cái này trống nè, có mấy màu về nè, trống nè, trống là không còn số đó mấy chị thấy không. Đó, trống trống trống, cái nào mà mấy chị thấy mà trống là cái số đó sẽ hết. Ok mấy chị. Đó, như vậy. Sale nhiều lắm, sale mà bốc ta lạ luôn. Để chuẩn bị chi để tháng 5 là bắt đầu mình vô lại mỏng lốc hàng mới và editing mới lại đó, thì đồ nó em không có muốn sale, tại vì sao, bây giờ cũ thì mình lấy lại giá vốn giá lỗ mình cũng ra để mình vô hàng mới luôn. Ok hôm nay em ready quyết định là sale OVI cho mấy chị đã luôn. Ok đó. Đây mấy cái màu này màu hôm Tết nè, bây giờ cũng còn những cái màu này, mấy màu này cũng vẫn on sale luôn, sale hết mấy chị nhớ nha. Điếp luôn. Sale cái bông sale cái flower này luôn. Ok hello. Rồi quay trở lại. Quay trở lại cho mấy chị. Anh chị nào mà cần treo lít thì hãy alo cho em nha. Những cái mặt hàng treo lít em cũng có rất là nhiều cho mấy chị nha. Thì nói chung mình không sale thì thôi, mình sale là mình sale giá rất là mềm luôn cho mấy chị luôn. Anh chị nào cần hãy alo gọi em liền nha. Ok. Rồi để em quay lại màn hình. Ok.
Có một cái món này mà rất là đặc biệt mà em nói em chia sẻ với mấy chị mà em cứ quên hoài. Cái màu tai thì không đẹp. Cái màu này mấy chị thấy không? Cái bột màu này đắp lên là nó ra vậy luôn nè. Giống giống như cái màu Love in the Bear vậy đó. Nó giống như là màu Bubble Bath mà sơn mới có một lớp thôi. Còn hai lớp thì nó đậm hơn. Nó cái bột đó đó mấy chị đắp giống như là bột bột dip mà nhưng mà mấy chị đắp được luôn. Đắp dẻo thiệt là dẻo dẻo. Có nghĩa là mấy chị sử dụng qua là mấy chị sẽ mê luôn đó. Có cái hũ mới lớn như nè mấy chị. Hũ mới lớn như nè. Ok. Thì cái hũ này á là có giá rất là đặc biệt. Sale rất là đặc biệt luôn. Tại có nhiều anh chị hỏi chứ Trang ơi sao em sale giá vậy, em có lợi hay không? Mấy chị đừng lo, em lấy tất cả những mặt hàng em lấy được cái giá gọi là direct with công ty và với cái lượng rất là nhiều, cho nên á là mình có cái giống như là mình mua với cái số lượng mà nhiều thì mình sẽ có ưu đãi nhiều hơn ha, cho nên mình có được cái benefit này em muốn chia sẻ với mấy chị thôi, cho nên lâu lâu em cũng phải sale ra, tại vì mình lấy hàng nhiều thì mình cũng phải stock hàng, cho nên mình cũng phải bán ra một cái giá mà đột xuất sale thôi, chứ mà sale hoài thì cũng không ai chịu nổi đâu mấy chị. Ok, nhưng mà mấy chị an tâm, đồ xịn nha, đồ good nha. Đó. Nhiều thương hiệu mấy chị biết rồi, thương hiệu nổi tiếng có trong cái nghề này là không thể thiếu luôn, rất là nhiều năm và lâu 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 lắm luôn rồi, không ai chê được hết. Ok rồi thôi, nói ngắn gọn tóm lại là sale quá chừng chừng sale rồi ha. Em quay back trở lại, anh chị nào cần thì gọi vào số của công ty là 860 953 1236 nha. Bye bye.